từ sau thì ngày hôm nay Văn Quyết cũng đã ghi một bàn rất quan trọng vào thời điểm mà Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Cơ hội cuối cùng thì bàn thắng thứ ba cũng đã đến, và đó là pha lập công của Văn Thắng. Khá đặc biệt khi trong một ngày mà Văn Thắng phải ở xa khung thành đối phương, khi anh phải chấp nhận hy sinh đá vị trí tiền vệ phòng ngự thay cho Văn Bình, thì Văn Thắng lại có bàn thắng. Ở những trận mà Văn Thắng đá tiền đạo hoặc tiền vệ cánh, cơ hội đến rất nhiều với anh, nhưng anh chỉ ghi được một bàn trong hiệp đầu. Bàn thắng này là một thành quả xứng đáng dành cho nỗ lực của U23 Việt Nam và cho nỗ lực của riêng cá nhân Văn Thắng. Bàn thắng dễ dàng sau đường chuyền thuận lợi của Văn Quyết. Bây giờ thì có thể khẳng định chắc chắn là chúng ta sẽ có được ngôi đầu bảng B và có được chiến thắng trước U23 Lào.